hình ảnh anh bộ đội đã đi vào văn học, âm nhạc, phim ảnh thật cao đẹp và gần gũi, trở thành một biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Thế nhưng mỗi mùa tuyển quân, những ngày hội tòng quân lại khiến không ít bạn trẻ và phụ huynh lo lắng, băn khoăn. Thậm chí nhiều người đã tìm mọi cách để con em mình được hoãn nghĩa vụ quân sự. Mối lo ấy được nhân lên khi có thông tư mới quy định, công dân nhận được lệnh gọi nhập ngũ và giấy báo học vào các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ. Vì sao không ít bạn trẻ hôm nay đầy năng động, nhiều hoài bão lại chưa nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ với quê hương đất nước? Vì sao nhiều phụ huynh chưa hiểu quân đội cũng là một môi trường học lớn cho con em mình? Làm thế nào để thay đổi tư duy không đúng về việc lên đường nhập ngũ của rất nhiều người? Hãy nêu ý kiến của bạn trong chương trình Điểm nóng tháng 3, Tôi đi bộ đội, truyền hình trực tiếp lúc 18 giờ ngày 24 tháng 3 trên VTV6.